Hello Chú, con, hello con. sức sức khỏe hả chú? Chú Bên đó này giờ chú khỏe, chú bên đây thay áo sơ mi rồi, bận áo bùn hoài, áo thun hoài, tụi nó chán quá thì bên đây xuống cho nó nghiêm chỉnh chút, đỡ nghe. nhìn Thì bận nói tàn chung là mặc áo quá. sơ mi vào thì thấy nó cũng còn đẹp trai chán. Rồi Đúng rồi, ok con, rồi con nói còn ngon lành. À, đi. con thấy Rồi cái nói vấn chung là đề bên mà đây. chú đưa lên đó thì nói chung là con cũng có vừa xem cái thông tin mà cái ông thượng nghị sĩ ở Florida cũng yêu Thống bắt buộc đốc là thống phải đốc học Florida. học về cái gọi là tội ác cộng sản. Thì theo cái quan điểm cá nhân con là như vậy nè, con thấy có hai cái vấn đề. Thứ nhất là cái bản chất của tư bản thì lúc nào nó cũng là cái phe đối lập với cộng sản, cho nên nó luôn luôn là như vậy. Cái thứ hai nữa là nước Mỹ là cái nước duy nhất ở một cái cường quốc mạnh nhất thế giới, nhưng mà lại là cái nước duy nhất là thất bại trước Việt Nam. Mỹ tham gia rất nhiều cuộc chiến, nhưng cái cuộc chiến ở Việt Nam thì Mỹ là kẻ thất bại. Cho nên nói một cách nào đó, nước Mỹ mặc dù nó đã trải qua gần nửa thế kỷ rồi, nhưng họ vẫn cây Cây cú, cú, cây cú. họ Con vẫn cây cú, con cứ nói đi nha, cây con cứ cú Việt nói. Nam. Con cứ nói bố vô xuống xuống Dạ. bếp một chút. Thì đương nhiên cái việc là nước Mỹ cây cú Việt Nam thì ai, nó có mấy cái vấn đề này. Thứ nhất là Mỹ bỏ ra biết bao nhiêu, đúng không? Tiền của công sức ở cái chiến trường Việt Nam. Có nhiều kẻ nói là Mỹ là còn nhân đạo, là nếu mà Mỹ thả thêm gì một khoảng 10 ngày hay là nửa tháng B-52 là coi như sang bằng miền Bắc, là trở về thời kỳ đồ đá hay đại khái những cái luận điệu xuyên tạc. Thì mình nghĩ cái điều đơn giản là họ đem hàng tỷ đô la, cái đó là vật chất mình chưa nói nha, rồi sinh mạng con gần 60.000 lính Mỹ đó chết dần ở Việt Nam. Và cái quan trọng nhất đó là cái danh dự của một cường quốc số 1 thế giới, đúng không? Cái việc thất bại mà đó là cái danh dự của một cả một dân tộc, cả một cái đất nước, mà là một cái đất nước gọi là chưa từng biết thất bại, thì cái danh dự nó lớn. Cho nên đừng có nói rằng nước Mỹ rút lui, hay là nước Mỹ nếu mà đánh thêm thì thả bom gì 72 năm 72 thì thêm khoảng gì 12 50.000 tháng 12 gì ngày đêm gọi là sang bằng gọi là đưa Bắc miền Việt Bắc vào thời kỳ đồ đá. và thay vì đồ đá đó. Thì cái đó là những cái lời ngụy biện của những cái đám mà gọi là chống phá, đúng không? Và nước Mỹ đã thừa nhận thất bại ở, và sau đó phải ký cái hiệp định Paris đó, là rút quân trong danh dự. Nước Mỹ tìm một con đường rút quân trong danh dự vì ở Việt Nam xa lầy và họ không có khả năng chiến thắng, cho nên họ họ muốn rút rút quân trong danh dự, không muốn mang tiếng, không muốn bồi thường chiến tranh nha, không muốn mang tiếng là Đúng rồi, đúng một rồi, kẻ đúng rồi. thất bại. Nhưng thực tế thế giới này ai cũng cũng hiểu rằng đó là một thất bại nhục nhã của đế quốc Mỹ. Thì chúng ta trở lại vấn đề tại sao họ ghét cộng sản, thì cái mâu thuẫn của hai cái chế độ thì rõ ràng từ xưa rồi tới nay rồi đó, nó mình không có bàn nữa. Nhưng mà bây giờ nước Mỹ họ không bao giờ ngồi yên, bởi vì bản chất tư bản thì nó gần như nhau. Chúng ta quay trở lại lịch sử, chúng ta thấy tư bản thì họ luôn muốn mở rộng thị trường, tìm kiếm những cái nguyên những cái tài nguyên của các cái nước thuộc địa về để xây dựng cái đất nước họ. Anh, Pháp, Mỹ, Bồ Nha, tất cả cũng đều đi tìm thuộc địa. Nhưng mà Mỹ thì ít hơn. Mỹ thì phát triển bằng cái cách gọi là, người ta gọi là tư bản mại bản, nghĩa là buôn bán vũ khí. Và nước Mỹ nó giàu lên từ cái Thế chiến thứ hai. Nó là gọi là đồng minh, nhưng nước Mỹ tham gia rất ít, chủ yếu là Liên Xô.
chứ còn những cái nước đồng minh như Anh, Pháp thì nó bán vũ khí, nó đủ dầu rồi. Cho nên là cũng từ đó mà nước Mỹ giàu ra. Và khi mà chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc thì Mỹ lại tạo ra một cái gọi là cái chiến tranh lạnh đối với Liên Xô. Bởi vì gì? Bởi vì vũ khí của nước Mỹ sản xuất ra nếu không có chiến tranh không bán được. Và cái khủng hoảng năm 1900, nhớ là khủng hoảng năm năm bảy mấy đó, cũng là từ là vì không có chiến tranh thì nước Mỹ khủng hoảng, cho nên bắt buộc nước Mỹ phải đi gây chiến. Mà những cái cuộc chiến nhỏ sau này chúng ta không nói nha, nhưng mà cái chiến tranh lạnh đem lại lợi ích rất lớn cho nước Mỹ. Bởi vì sao? Khi nước Mỹ kích động những chiến tranh lạnh thì chạy đua vũ trang giữa khối tư bản và khối sầu chủ nghĩa. Đúng rồi, khi chạy đua vũ trang là tôi nước kia phải mua. Yeah. Phải mua. Các nước theo tư bản thì phải mua vũ khí. Bởi vì sao? Cứ tuyên truyền cộng sản nó mạnh, nó có cái này cái kia thì các cái nước kia lo sợ phải mua. Bởi vì các nước đó không có khả năng sản xuất những cái loại vũ khí tối tân. Thì ai là người bán? Nước Mỹ bán chứ ai bán? Đúng không? Nước Mỹ bán để làm giàu cho nước Mỹ. Đó. Vấn đề ở đây giàu từ chiến tranh. Nước Mỹ gọi là tư bản, mày bản là ở chỗ đó. Làm giàu vì chiến tranh. Nước Mỹ luôn. Dạ, yeah, nước Mỹ luôn, hoặc là mình không nói riêng Mỹ mà tất cả các nước luôn đem cái lợi ích quốc gia dân tộc của họ lên trên hết. Làm sao để làm Mỹ, nước Mỹ giàu? Và nước Trung Quốc hay Việt Nam hay bất cứ nước nào, họ đem cái lợi ích quốc gia dân tộc. Bởi vì mới cái câu là không có tình bạn, mãi mãi không có kẻ thù với chủ, mà chỉ có lợi ích quốc gia. Quyền lợi mới là vĩnh viễn. Đúng không chú? Đúng rồi, đó, đúng rồi, là chính xác. Đừng bao giờ nghĩ Mỹ giúp ai, Mỹ không bao giờ giúp ai. Đừng mơ. Còn nói về tội ác, dạ, nói về tội ác thì nếu một cái bang Florida đưa vào giảng dạy tội ác cộng sản thì cả thế giới này phải đưa vào giảng dạy tội ác của tư bản chủ nghĩa, đặc biệt là nước Mỹ. Nước Mỹ là cái nước khởi nguồn cho hàng chục cái cuộc chiến tranh trực tiếp và gián tiếp, đó, giết hại hàng chục triệu người trên thế giới này. Vậy ai là cái người đứng ra lên tiếng, đứng ra phê phán nước Mỹ? Không có ai hết. Tại vì tụi kia toàn là Tây Âu, các nước kia toàn là đàn em, có thằng này dám lên tiếng. Liên Hợp Quốc cũng là một cái, gọi là một cái cơ quan công cụ cao nhất hành tinh, nhưng mà cũng là phù hợp cho phục vụ cho tư bản năm trời. Cho nên tư bản là nó vậy, nước Mỹ là vậy. Nó dạy thì dạy, nhưng mà hồi nãy chú cũng nói là chứng minh tội ác cộng sản. Thật sự các anh chị thấy chiến tranh thế giới, đại chiến thế giới lần thứ nhất, lần thứ hai và những cái cuộc chiến lẻ tẻ sau này về sắc tộc, về tôn giáo, rồi về lãnh thổ thì hầu như bắt nguồn từ các nước tư bản hết. Chúng nói sao chủ nghĩa không gây chiến tranh. Đúng chỉ đó. Trừ Trung Quốc, quốc họ theo chủ nghĩa xã hội, nhưng lại nghiêng về gọi là dân tộc cực đoan. Họ là cái tư tưởng Đại Hán từ cách đây mấy ngàn năm. Họ là dân tộc cực đoan, cho nên họ luôn lấn chiếm, cho nên họ gây chiến những cái nước biên giới với họ. Chứ họ cũng chưa đem quân chính là mà đi mà chiếm thuộc địa giống như là các nước gọi là thực dân hoặc là đế quốc. Đó, thì chúng ta thấy cái bản chất của họ là như vậy. Bản chất của tư bản luôn phải tìm ra kẻ thù, luôn phải tìm ra những cái... Nói tôi nói đúng hơn là họ luôn luôn tạo ra kẻ thù. Họ tạo ra kẻ thù. Dạ. Họ không bao giờ, để yên bình cả. Vậy con nói ví dụ như bây giờ cái chiến tranh Bắc Phi và bùng bệnh cách đây 10 năm. Đó. Họ là gì? Họ tạo cớ, tạo cớ để mà gây chiến. Và chúng ta đã thấy những tấm ảnh mà họ lính của Mỹ, của Anh rồi chở hàng xe cái thỏi vàng của Iraq, thậm chí một cái đàn piano của tổng thống Saddam Hussein, người ta vô tình chụp được nó nằm trong cái phòng của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Có phải đó là những cái mà tài sản của những cái nước họ đi gây chiến họ cướp về? Cái đó ai biết không? Tài sản của Libya, Syria, Iraq nó nằm ở đâu?
Bởi vì những cái quốc gia đó là những quốc gia giàu có của Bắc Phi, của Trung Đông. Sau khi chiến tranh rồi thì người dân ở đó có được hưởng cái ngân khố đó không, cái vàng đó không, cái tài sản đó không? Và cái trơ trẽn, cái mà hèn hạ của tư bản ở chỗ này, nó gây ra cái cuộc chiến bằng những cái gọi là giống như ngày xưa gây ra cuộc chiến Việt Nam là ngày sự kiện tỉnh Bắc Bộ đó. À, đưa tàu vô rồi khiêu khích rồi chúng ta bắn thì nó lôi ra ngoài hai tầng và vu khống cho chúng ta là nổ súng trước. Thì ở CG chúng ta có coi cái clip sau này á, là nói là CG là tình báo là tìm được ở CG có những vũ khí hóa học giết người hàng loạt, giết người hàng loạt CG thì đó. Đó thì họ dựng lên một cái clip, hồi đó bản thân con cũng có xem và truyền thông quốc tế chiếm rất nhiều. Có nghĩa là tự nhiên những đứa trẻ với người lớn tuổi được một nhóm người kéo đi tới một cái địa điểm, xong rồi dội nước lên đầu, dội liên tục. Và có người ghi hình nói là bị trúng cái vũ khí hóa học của quân đội chính phủ. Của cái ông tổng thống Gaddafi á. Abbasat của Syria á. Đó, có nghĩa là họ tạo một cái cớ, mà một cái cớ. Sau này truyền thông họ đã đi tìm những cái người nhân chứng đó, bằng người ta nói lại không, chúng tôi không hề biết. Tự nhiên có người kêu chúng tôi tới, kéo chúng tôi tới là dội nước, ghi hình mà chúng tôi không biết mục đích gì. Và nước Mỹ, cái người mà đứng đầu cơ quan CIA hồi đó của Mỹ có lên tiếng xin lỗi chú, gọi là lên truyền hình xin lỗi. Nhưng mà cái xin lỗi đó nó mang cái tính gọi là vô đạo đức. Khi anh tạo dựng ra một cái cớ gọi là nó hèn hạ để mà tàn sát cả một dân tộc, rồi một lời xin lỗi coi như xong. Tòa án quốc tế đâu? Tòa án quốc tế là hay đâu? Tại sao không xử những kẻ đó? Bởi vì là hay cũng là tay sai của Mỹ, cũng là của những cái kẻ gọi là những cái nước tư bản đồng minh Anh Pháp, thì ai xử được? Trong khi những cái nước nhỏ hơn như ông tổng thống liên bang Nam Tư Milosevic bị đem ra xử tử, bởi vì tòa án là hay là cái tòa án làm tay sai cho các nước tư bản kia đó. Cho nên là chúng ta thấy cái bản chất của nước Mỹ và những cái nước tư bản mà trước giờ nó vẫn làm, nó luôn luôn như vậy, nó luôn tạo ra kẻ thù. Con nói nè, cái vụ mà 11 tháng 9 á, năm 2001 á, 2001 tòa tháp đôi, có nhiều nhà nghiên cứu người ta đã nói là rất nhiều khả năng CIA biết trước nhưng mà cố tình để tạo cái cớ để mà qua đánh Afghanistan, Pakistan, tạo cớ khủng bố để có cái cớ. Chính những cái nhà nghiên cứu, cái nhà mà ở nước Mỹ họ nói đó. Chứ không phải là cái người ở nước ngoài đâu. Có nghĩa là Mỹ là một cái nước luôn tạo cớ để gây chiến tranh. Khi mà chiến tranh xảy ra rồi thì cái chuyện đã rồi. Sau này nó có xin lỗi hay không xin lỗi thì nó đã rồi. Và bây giờ chúng ta thấy Libya, Syria rất dân họ cùng cực như thế nào. Khi mà mang tiếng là độc tài của ông Gaddafi, ông Saddam Hussein, thì dân họ sống như thế nào, họ sung sướng. Bây giờ mình tóm tắt câu chuyện như vậy. Cái còn phải hiểu là Iraq á, đúng là ngày xưa tôi gọi là Ba Tư á, xứ đó, mày biết mày coi cái chuyện mà coi như một ngày lẻ một đêm chưa? Cái thành phố là đẹp, hầu như là lung linh và huyền thoại, nó gần như là một cái truyền thuyết về một cái xứ sở đẹp như mơ. Thì ngày hôm nay thì kiếm một cục gạch nguyên cũng không có nữa. Và người dân sau khi mà Saddam Hussein đã thê thảm tan hoang, và bây giờ người dân đó đã hưởng được cái nền dân chủ của Mỹ rồi đó, đã sáng con mắt ra rồi đó, nhiều nước lắm, nhưng mà rất ư là thê thảm và tội nghiệp. Và những cái quả dân chủ mà những người Mỹ mà đã ban phát các nước đó, thì không có nước nào mà còn nhà còn cửa cả. Thì thôi, hôm nay thì cái vấn đề mà bác cho chú lên like đây thì cũng nói hết ý rồi. Mình lên án những cái mà nó sằng bậy và nó không có thiết, nó không có đúng với lại cái sự thật. Thì okay, hôm nay chú cảm ơn con rất là nhiều, con nói chuyện rất là hay và đưa ra những chiến rất là chính sách rất là thuyết phục. Cảm ơn con rất là nhiều. Ok con. Rồi, cảm ơn con. Tạm biệt chú. Rồi, cảm ơn khỏe.
Rồi khoảng con. 21 giây Việt Nam uống cái con được cà phê thôi. À, rồi ok. Rồi.